chúng ta thực hiện một ví dụ chèn ladder vào bản vẽ. Ở đây ta dùng lệnh ladder, insert ladder đây, bấm vào đây, hộp thoại insert ladder xuất hiện. Thì ở đây ta có chiều rộng của ladder, tức là giữa hai cái tha đường trục này này khoảng cách là bao nhiêu. Người ta cho khoảng cách là 100 đi. Spacing tức là khoảng cách giữa hai dây, nếu mà ở đây ta cho là 10 đi. Và rung tức là số thang này, người ta giả sử ta có chọn 10 bậc đi, thì tức khắc cái ô len này nó sẽ tự hiện lên cho chúng ta là bao nhiêu. Sau đó người ta chọn OK, kích vào vị trí mà bắt đầu cần xây dựng ladder. Đó, thì một cái ladder được tạo ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bậc. Khoảng cách từ đây đến đây là 100. Đó, chúng ta đo thử này, dimension cách từ đây đến đây 100. Đó, tạo khoảng cách từ bên này sang bên này 90, thêm đoạn này là 95.